có vùng nào là hơn vùng nào, đó chỉ là vấn đề bạn thích hợp với vùng nào thôi. Đều có đặc điểm, đều có đặc trưng, và bạn nên giữ một thái độ cởi mở và đi trải nghiệm thôi. Thế Phúc sắp có thái độ nói nhiều quá, xong chưa? Xong rồi ạ. Trời ơi, các bạn ơi, Phúc Mập đây. Hôm nay Phúc có một video rất đặc biệt, thay vì một YouTuber từ Hà Nội đến Sài Gòn. And đây là video thích hợp thay vì video này về sự khác nhau ở giữa Hà Nội và Sài Gòn. YouTuber này tên là Grit ở Châu Á. Xin chào mọi người, và đầu tiên rất là cảm ơn anh Phúc vì đã mời em đến tham gia cái video của anh ý. Và trong video này thì mình chủ yếu sẽ nói về Hà Nội, bởi vì mình đang sinh sống ở Hà Nội và đây là lần thứ hai mà mình vào Sài Gòn. Về việc thoải mái thì mình thấy cũng như anh Phúc nói, nó rất là tùy vào cái nơi mà mình đến đầu tiên. Đối với mình thì Hà Nội là thành phố đầu tiên mà mình đến với. Nó khác với Phúc. Sài Gòn thì đây là lần thứ hai mà mình đến Sài Gòn. Lâu lắm mình không đến Sài Gòn, và lúc đó mình cũng không phải quá là thích Sài Gòn. Cho nên đối với mình thì mình cảm thấy Hà Nội mình quen hơn. Nhưng mà về việc thoải mái thì thực ra Hà Nội nó là một thành phố hợp với đi làm. Cuộc sống rất là vội vã, cho nên thực ra mình cũng cảm thấy cuộc sống ở Sài Gòn nó thoải mái hơn. Nhưng mà về việc đi làm thì mình cảm thấy Hà Nội nó hợp hơn, bởi vì mọi người đều có một thái độ giống nhau, đều suy nghĩ giống nhau về việc đi làm. Đầu tiên khi Phúc nghĩ về sự khác nhau giữa Hà Nội và Sài Gòn, Phúc nghĩ về đồ ăn. Đồ ăn miền Nam thường xuyên ngọt hơn đồ ăn miền Bắc. Miền Bắc thường xuyên là mặn hơn. Người Bắc thích salty hơn sweet. And Phúc là người béo phì, so vì vậy Phúc thích ngọt nhiều hơn. And tất nhiên, món ăn yêu thích của Phúc ở Việt Nam là bún bò Huế. Dĩ nhiên bún bò Huế đến từ thành phố Huế, nhưng mà có nhiều hơn ở Sài Gòn so sánh với Hà Nội. Hà Nội không có nhiều bún bò Huế. So, đó là một lý do tại sao Phúc không thể sống ở Hà Nội luôn. Ăn bún bò Huế như thế nào? Về việc ăn thì mình cũng thích miền Bắc hơn, bởi vì mình là một người mà không phải quá là thích ăn đồ ngọt. Ở Sài Gòn như anh Phúc nói thì ở đây ăn rất là ngọt ấy. Và ví dụ như là ăn bánh mì chảo chẳng hạn. Bánh mì chảo là một món ăn mà mình rất là thích ăn ở Hà Nội. Nó chủ yếu làm bằng sốt cà chua và nó có mùi mặn rất là ngon. Nhưng mà bên này thì nó ăn kiểu ngọt ngọt ấy, mình không quen lắm và mình cũng không thích lắm. Nhưng mà bên này thì nó sẽ có nhiều món ăn quốc tế hơn, bởi vì bên này thì cái số lượng người nước ngoài ở bên này thì nó sẽ nhiều hơn. Thì món ăn quốc tế ở bên này nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà về món Việt thì Hà Nội mình vẫn thích hơn. Nhưng mà nói chung, nói thật, ở Việt Nam thì cái miền mà mình thích nhất đó là miền Trung. Mình thấy miền Trung có món ăn ngon nhất Việt Nam. Tất nhiên Phúc nói về điều Sài Gòn rất là tốt, nhưng mà Sài Gòn cũng có những vấn đề. Ví dụ nhiều người vẻ hên không nói chuyện với nhau. Đây là vấn đề với đàn ông, thay vì rất nhiều đàn ông độc thân không thêm người yêu được. Thay vì vẻ hên nhiều, trời ơi, nếu có nhiều bạn hơn nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lẽ thêm người yêu. Nhưng mà độc thân là rất là buồn, thời nghiệp. Còn về vấn đề thì nếu mà nói về Hà Nội, thực ra mình nghĩ là Hà Nội nó vẫn còn nhiều vấn đề mặc dù mình sống ở đấy. Ví dụ như là đường này, đường ở Hà Nội nó khá là bẩn. Bên này thì nhìn đường ở bên này nó rất là sạch sẽ. Hà Nội sẽ có rất nhiều rác và cũng có mùi rác nó rất là kinh ấy.
nhưng mà bên này nó rất là sạch sẽ luôn, và cũng không có nhiều bụi. Hà Nội nhiều bụi lắm, đặc biệt là có mấy đường ví dụ như là Đội Cấn này, hoặc là Trường Chinh này, Cầu Giấy này, đường rất là xóc, rất là bẩn ấy. Chất lượng của nó không tốt lắm. Đây là một vấn đề với Hà Nội, ở Sài Gòn thì tốt hơn rất là nhiều. And bây giờ Phúc có vợ Việt Nam, vợ Việt, and Phúc cảm thấy một chút phân biệt chủng tộc khi đi Hà Nội với vợ. Ví dụ khi vợ và Phúc đang đi trên đường, đang bắt tay, nhiều người nhìn, bất nhìn xấu quá, không vui gì hết. But ở Sài Gòn không ai quan tâm, không biết tại sao. Sau mà đây lâu quá rồi, bắt đầu hình hợp với vợ 4 năm trước, không có ai nhìn Phúc như người Hà Nội. Không biết, có lẽ Hà Nội không thích rầu này với phụ nữ Việt, ai biết. Thực ra mình nghĩ đây là một vấn đề khá là quan trọng, bởi vì trong phần bình luận trên các video của mình thì mình cũng thấy rằng là nhiều người bảo là người Sài Gòn, người miền Nam thì mến khách hơn, thân thiện hơn và nhiệt tình hơn. Thực ra mình nghĩ đây không phải là do vùng, đây là do thành phố Hà Nội nó khác với Sài Gòn. Ví dụ nếu bạn đi những quê ở miền Bắc, những thành phố nhỏ ở miền Bắc thì họ cũng rất là mến khách, cũng như Sài Gòn luôn. Ví dụ như là Nam Định này, Hải Phòng này, và đặc biệt là quê ở miền Bắc rất là chào mừng khách và rất là nhiệt tình luôn. Có thể là còn thân thiện và nhiệt tình hơn người miền Nam, nhưng mà mình nghĩ đây không phải là vấn đề của vùng, đây là vấn đề của thành phố thôi. Bây giờ Phúc muốn nói một điều tốt về miền Bắc. Khi Phúc có bạn người nước ngoài đến Việt Nam, họ hỏi Phúc đi đâu vậy? Tại vì họ biết Phúc là hướng dẫn viên rất là tốt ở Việt Nam. Nhưng mà Phúc muốn bạn có đi nói phiêu lưu hơn. Nên Phúc cảm thấy miền Bắc có như nói vui hơn. Ví dụ Sapa, Hà Giang, thác nước Bang Dốc, đảo Cát Bà, Ninh Bình, tất cả có cảnh đẹp hơn nổi miền Nam. Tất nhiên miền Nam có Bình Tre, cả miền Tây, vùng thao bình thường. Nhưng miền Trung và miền Bắc có nhiều nỗi vui hơn. So Phúc luôn luôn nói với bạn đi miền Bắc. So Hà Nội, Phúc không ghét Hà Nội, Phúc rất thích. Cái vấn đề mà anh Phúc vừa nhắc đến thì mình là một người hơi bị ngược lại. Mình cũng rất là thích, giống như anh Phúc nói, ở miền Bắc thì nó có rất nhiều nơi kiểu gọi như nào nhỉ, kiểu phiêu lưu hơn ấy, kiểu nó shit, how do you say action? Hành động, yeah, you're right. Có nhiều hoạt động kiểu hành động hơn, ví dụ như là đi phượt này thì thường là phải lên núi, ví dụ đi Hà Giang này, đi Sapa này, phải lên núi. Và nó sẽ kiểu hành động hơn. Nhưng mà mình vẫn rất là thích đi phượt ở miền Nam, bởi vì ở miền Nam này thì nó có cái văn hóa. Mình thấy cái văn hóa phượt nó tốt hơn, nó thú vị hơn. Ví dụ bên này nó có cái cà phê võng, miền Bắc nó không có, nó rất là thú vị. Gì nữa nhỉ? Nói chung là và một điều nữa là mình rất là thích, bên này nó có sông, rất nhiều hồ ấy. Nó rất là đẹp, nó rất là khác với miền Bắc. Miền Bắc nó chỉ có núi thôi. Và mình rất là quen với núi rồi, bởi vì quê của mình ở Mỹ nó là một vùng núi, cho nên nó không khác mấy. Yeah. Đặc biệt là sông Sài Gòn, Chris nghe nói rồi, Dustin đã bôi quá sông Sài Gòn. So trước khi Chris về Hà Nội, Chris và Phúc Map sẽ bơi qua sông Sài Gòn được không? Em sẽ cố gắng. Nói đùa thôi, Phúc không biết bơi gì hết, béo phì quá. Béo thì chắc là lên luôn. Lên luôn à? Cảm ơn Chris đến Sài Gòn tham gia một video với Phúc. Chris muốn nói gì cho người hâm mộ? Dạ vâng. Đầu tiên em muốn cảm ơn anh Phúc vì đã mời em tham gia video của anh. Tất nhiên. Và thứ hai thì video này là về sự khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn.
Và hơn đó, mình muốn nói với mọi người một điều, đó là mình thấy cái vấn đề phân biệt vùng ở Việt Nam nó vẫn là một vấn đề khá lớn. Mọi người hay bình luận trên các video của mình là ví dụ miền Nam nó tốt hơn hoặc là miền Bắc nó tốt hơn, nó là tốt nhất, cái này là tốt nhất, vùng nào là tốt nhất. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên giữ một thái độ cởi mở, không có vùng nào là tốt nhất, không có vùng nào là hơn vùng nào. Đó chỉ là vấn đề bạn thích hợp với vùng nào thôi. Đều có đặc điểm, đều có đặc trưng, và bạn nên giữ một thái độ cởi mở và đi trải nghiệm thôi. Thế Phúc sắp có thái độ nói nhiều quá, xong chưa? Xong rồi ạ. Trời ơi, alright, Phúc chỉ muốn cảm ơn, muốn nói như bà Tam. Alright. Nói. Mọi người ơi, đừng quên đăng ký kênh Cầu Rít ở Chậu A và kênh Phúc Mập Vlog. Đúng rồi. Tất nhiên ở miền Nam chúng tôi nói là chúc mừng năm mới. Wow, đang học rồi. Chúc mừng năm mới. Và hẹn gặp lại.